Mình chơi sự kế thừa của Lan Hình Trinh. Não bộ đó các bạn, não bộ về chỗ này thì trở xuống là bị sống. Hôm nay phần thần kinh ngoại biên mình không có đập luôn. Thần kinh sọ và cái thần kinh gai mình sẽ không có đụng vào. Thần kinh sọ các bạn sẽ có một bài riêng. Thần kinh gai sống các bạn thả buồn học ở trong phần mong đùi, cánh tay hát gì đó. Và các bạn học về thần kinh ngoại biên đó. Thì làm ơn sau khi học xong ráp mọi thứ vô, ráp mọi thứ vô, hiểu không? Đừng có ngoại biên là ngoại biên là trung ương là trung ương nha. Thấy chưa, đâu có đông lắm đâu. Còn ai ở trung ương quét qua hết đi nha. Đây, hôm nay mình sẽ học về cái này. Nó gồm có não và thủy sông. Não và thủy sông. Phút này đẹp. Rồi. Rồi, cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Nó từ đâu ra? Chữ này gọi là cái gì? Các bạn thời đại 4.0 á, cái gì mà mình không có rõ đó thì mình làm cái gì? Thần tra Google. Cái Google mà các bạn thêm chữ Scholar vô á, thì nó sẽ kháng tương tài hơn mức độ của những cái kiến thức ở trong cái trang đó, nó sẽ tinh cậy hơn trang Google bình thường. Nha, Google Scholar là cái học bổng gì đó, scholarship đó, scholar. Đây là cái hành thủy, cái hành thủy là cái nơi nó sẽ tiếp giáp với cái thủy sông cổ. Đây là cái gì? Đây là cầu não, pons là cầu não. Pons là cầu não. Những cái chữ này bây giờ người ta rất là ít dùng các bạn. Những cái chữ này là người ta sử dụng mấy mốt các bạn học về phôi thai học, sự hình thành của ống thần kinh, người ta sẽ dùng những cái chữ như thế này. Cái chữ như là Best Answer Follows là cái này. Central Nervous System. Bây giờ mình sẽ vô cái tủy sống. Vô cái tủy sống. Đây là hình ảnh của cái tủy sống. Cái tủy của mình nó được đựng ở đâu? Ống sống. Ống sống được cấu tạo thành bởi những cái gì? Học bài cuộc sống chưa? Vô còn cho nó ăn. Bài cuộc sống học chưa các bạn? Và cái ống sống nó được tạo thành bởi cái gì? Đây là cái ống sống nè. Ống sống là một cái quạt không gian, nó sẽ chứa cái vật gì trong đó. Vậy ống sống nó được tạo thành bởi những cái gì? Lỗ sống. Lỗ sống nó cấu tạo làm sao? Cái cách mình đi bài này vậy á, mình sẽ làm cho ra chân tơ kẻ tóc của cái vấn đề. Lỗ sống nó cấu tạo làm sao? Mình học hết rồi. Thân cấu sống gì nữa? Cố môn đôi gì nữa? Mảnh cung hay người ta còn gọi là mảnh sống hoặc là lamina. Các bạn sẽ thấy là cái tủy sống cổ của mình người ta sẽ sơn thành mấy màu đây? 1, 2, 3, 4 màu. Cái màu hồng này là tủy cổ, tủy si này là gì? Sơn cổ, đúng rồi. Thì các bạn thấy từ tủy cổ nó sẽ cho 8 cái rễ thần kinh gai sống. Cái lễ từ đây đi ra, người ta gọi là thần kinh ngoại biên nè. Thì tùy sống cổ, người ta sẽ cho 8 cái lễ thần kinh ngoại biên từ C1 đến C8. Nhưng có bao nhiêu đốt sống cổ? Chỉ có 7 đốt sống cổ thôi nha. Cái đốt sống, cái lễ C8 nó sẽ chui giữa cái chân cung của C8 và thần 1. Rồi. Thì cái chỗ tùy sống cổ này nó có cái gì đặc biệt? Người ta thấy cái đường kính của tủy sống cổ ở chỗ này nó phình ra, người ta gọi là phình cổ. Cái phình cổ đó nó khoảng từ C4 cho tới T1. Tại sao lại có cái phình này? Bản chất cái sự phình này là cái gì? Tại sao nó không thon gọn như tủy ngực nó phải phình ra? Biết không? Gì? Ai nói nó lớn là điều không phải nó nhỏ hay.
cái nhận xét để mình lên môn tuyển đầu tiên đây nha. 12 sao lên đó. Cái này có 8. Cái tủy cổ này là cái đường đi qua của tất cả những cái sợi thần kinh gan, những cái sợi vĩnh viễn từ đâu? Từ thắt lưng đến ngực cho đến cổ. Nó là nơi tập hợp nhiều cái bó sợi nhất. Đúng không ạ? Ở thắt lưng là cái nơi đi lên của những cái bó sợi của hai cái chi dưới. Ở đây là có thêm cái phần thân mình lên tới cổ, nó sẽ gồm phần tay, phần thân và phần chi dưới. Như vậy nếu chấn thương vào vùng tủy cổ này, chuyện gì xảy ra? Liệt gì? Liệt cái gì trời? Đó, đi thi câu hỏi sẽ là y như vậy đó. Giống vừa rồi cái câu hỏi phần xương sọ đúng không? Tắt cái gì trong sách chứ? Tại vì các bạn học, các bạn cứ đọc cái cuốn sách anh không có phản đối cái sự cái truyền thống của cái quyển sách đó. Đó là nền tảng của dạy võ học Việt Nam đó. Nhưng mà nó đã rất cũ rồi. Rất cũ rồi các bạn. So với y học hiện đại nó cũng không update đủ lượng kiến thức cần thiết. Và cái cách viết của cái cuốn sách đó là Anatomy Description, có nghĩa là miêu tả đơn thuần. Tủy có cái sáng cái trắng để anh sẽ đe, nhưng nó không cho các bạn biết bản chất là cái gì và để mình cần biết cái kiến thức đó để làm cái gì. Đó là clinical anatomy, là anatomy ứng dụng, là cái mà nhà trường và bộ môn yêu cầu phải dạy cho các bạn cái đó, đúng không? Trong sách không hề có khái niệm về asterion, đúng không? Nhưng trong bài thì có. Trong sách không hề có cái thành ngoài của mắt là cấu tạo từ những cái nào mà là đó thì chỉ rất là lời đàn, đúng không? Xương lại tạo nên thành nào của ổ mắt, mỏm tráng của xương thành trên tạo nên thành nào của ổ mắt, nhưng sự tích hợp là không có, cho nên các bạn phải là người tích hợp. Thì cái chuyện tích hợp đó các bạn phải làm, mà các bạn làm trên thực tập. Tổn thương đang bị gì? Mấy mốt ra trường là bỏ qua cấp cứu, bệnh nhân tai nạn giao thông, quất cái cần phổi một liệu kịch đùng, tiên liệu kịch gì? Bệnh nhân vô với mình, bệnh nhân sẽ thấy cái triệu chứng gì để mình nghĩ rằng bệnh nhân này tổn thương tủy cổ và cột sống cổ, đúng không? Mình phải suy ngược chứ mình không có suy xuôi. Nếu không tin là anh sẽ úp lên Google Drive một cái cuốn sách gọi là Clinical Anatomy về nguyên cái hệ thần kinh này của cái người ta phần cuối cùng của người ta luôn có những, thứ nhất là người ta có những cái key concept, và phần tiếp theo nữa đó là những cái question, và những cái question này hoàn toàn không nói gì về miêu tả cả, mà là những tình huống lâm sàng đặt ra cho các sinh viên học anatomy chứ không phải cho các bác sĩ học bệnh học. Đó là cách mà học. Trong khi mình đã gợi ý rồi, bây giờ ở đây là cái nơi tập trung của tất cả những cái sợi dẫn truyền về cảm giác, về vận động của hai chi dưới, của thân mình và của cả chi trên luôn. Thì nếu bị chấn thương vào tủy cổ, chấn thương nặng lên, tổn thương hoàn toàn tủy cổ đó mà, thì triệu chứng gì xảy ra? Cái problem gì xảy ra? Không trả lời đọc hỏi thì đến chuyện thường liệt tứ kỳ, đúng không? Tại tất cả những sự trục đều đi qua đây, cho nên nó sẽ liệt tứ kỳ. Cái thứ hai là gì? Về mặt cảm giác, nó mất hoàn toàn cảm giác lông sâu của tứ kỳ. Và một chuyện nữa, nếu các bạn đã học cái bài đám rối cổ cho thầy chịu dạy rồi, đúng không? Đám rối lông sâu thì cái khúc này nó cho cái chi tiết gì quan trọng? Thần kinh hoàn, cấu tạo từ C4, C3 là 4, 5, cái khúc đó 3, 4, 5 đó. Cái đó
nó sẽ chi phối cho cái cơ gì, với cái cơ hoành của bạn. Mà cái cơ hoành này á, cái chức năng của nó là gì? Trong khi mình ngồi mình học, nên chú ý bài giảng các bạn vẫn thở. Các bạn thở được là do cái cơ hoành này nó hoạt động. Cơ hoành nó nâng lên hạ xuống liên tục, nó giống như cơ tim này đó. Thì khi nâng lên hạ xuống liên tục, nó sẽ làm thay đổi cái thể tích của quan trọng lực. Khi thay đổi thể tích của quan trọng lực, nó cùng một điều kiện về nhiệt độ thì áp suất sẽ thay đổi. Nó sẽ làm cho không khí đi ra hoặc đi vô các phụ động, làm cho mình trao đổi khí trong các phụ động. Thế những khứa nào bị tổn thương hoàn toàn ở chỗ này, đặc biệt ở vùng C3, C4, C5, nó liệt thần kinh sản. Có nghĩa là sao? Cái cơ hoành này nó không có chuyển động được. Mà khi cơ hoành không hoạt động được, sự thở thụ động không xảy ra. Mà thở thụ động không xảy ra thì bệnh nhân phải thở gắng sức, phải sử dụng các cơ không ăn không chưa. Cái sự hô hấp của mình á, khi mình gắng sức mình sử dụng những cái nhóm cơ này, cơ liên sườn gì nữa, cơ hoành bên này bố là cơ liên sườn, cơ gì đó, bất cứ những cái cơ gì làm thay đổi đường kính trước sau trên dưới của lòng rất lớn, một bé, cơ nhân sườn, đúng không ạ? Cơ gì? Cơ thẳng bụng, nhóm cơ thành bụng trước bên. Các bạn thấy bệnh nhân thở và thở bụng rất nhiều. Thế thì chuyện gì xảy ra? Kẻ nói không thở bụng đậm được thì mình thở gắng sức vậy. Nhưng mấy đứa nào chạy bộ thử đi, chạy hoài có chuyện gì xảy ra? Mệt, cơ nó sẽ mệt. À, và cái chuyển hóa trong cơ nó không kịp với lại nó không sản xuất ra năng lượng kịp thì các cơ đó nó sẽ dừng hoạt động tại các tấm bận của những cái cơ tại các khe synap thần kinh cơ thì các chất dẫn truyền vận động đó là acetylcholine nó sẽ bị kiệt quệ và khi nó kiệt quệ thì sao nghỉ thở không thở sao sống được. Cho nên những thằng mà chấn thương cột sống cổ nặng, tổn thương tủy mạch vàng ở tủy cổ đó các bạn sẽ thấy là người ta không tự thở được. Các bệnh nhân đó đều phải được đặt nội khí quản tự thở. Không, cái gì cũng giải thích được hết á. Đó là ứng dụng lâm sàng. Nên khi các bạn đi vô các bạn tiếp cận bệnh nhân của bạn là một bác sĩ cấp cứu nè, không có ai chỉ dạy, không ai đứng xung quanh các bạn hết. À, các bạn cứ nhận diện cho được. Khi mình nhận diện lâm sàng được thì mình mới có thành tựu lâm sàng đúng được. Mà làm cận lâm sàng đúng thì bảo hiểm y tế nó không xuất phát nha. Bảo hiểm y tế là một vấn đề rất là nổi cộng bây giờ là các bệnh viện. À, bây giờ bệnh viện là tự chủ tài chính. Cho nên là bảo hiểm y tế nó không đồng ý trả tiền cho bệnh viện thì cái tiền nó gọi là tiền lỗ. Tiền lỗ nó sẽ được trừ vào lương của nhân viên mỗi tháng. Rồi, cái màu cam này là thủy ngực. Thủy ngực có thể cho 12 cái rễ thần kinh ngực. Đây là 12 cái thần kinh. Kinh gì? Ông hát học rồi. Cái gì đi trong cái quan nhân sườn? Trời ơi, tim mình hết sức là nặng luôn. Sao thấy cái gì đi trong cái quan nhãn sườn, thần kinh nhãn sườn, hay nói đúng hơn là có mặt thần kinh nhãn sườn, nó nằm ở cái vị trí nào trong cái quan nhãn sườn, nằm ở xương sườn trên hay xương sườn dưới, nó nằm ở xương sườn trên và sát ở bờ dưới của xương sườn trên, cái xương sườn của mình có mặt sườn nằm ở nước ở trong đó. Cho nên trong các phủ phục đi vào trong khoang màng phổi người ta luôn né cái bờ dưới của xương sườn trên ở khoảng nhân sườn. Tại vì các bạn đi ở vị trí đó khả năng các bạn sẽ làm tổn thương bao mạch thần kinh nhân sườn. Mà cái động mạch nhân sườn đó mà nó chảy máu các bạn tưởng tượng đi nó xuất phát từ đâu? Động mạch nhân sườn nó xuất phát từ đâu? Động mạch chủ ngực.
áp lực có đặt mặt chuẩn mực trong bạn bao nhiêu mm thủy ngân à trăm mà ra tới đây rồi 220 đến 240 mm thủy ngân nó ra đến động mạch gan xuồng nó sẽ khoảng từ 140 đến 160 à, hồi đó thì T5, T6 một cái đêm trực gần như là cuối cùng của đời sinh viên đi qua trực ngoài tổng quán và cái an toàn gì đó nó bị người ta lấy dao đâm lùi từ sau lưng tới lùi đây này à, cái khúc này nó thật ra thì nó có rất là nhiều cái cơ cành sống nó che người chắc không có vấn đề gì nhưng mình nhân nhập viện với một tình trạng là sốc tụt huyết áp à, nghĩ nhiều đến một cái sốc mà do giảm thể tích tuần hoàn chụp phim chụp ảnh đồ thấy một bên nó là tràn một việc màng phổi đó chưa dám khẳng định là cái gì mà tôi cũng có chọc vô nó làm mắt lại không đâm có nghĩa là một cái tràn máu màng phổi lượng lớn gây suy mô hấp đẩy nguyên một cái thùng hấp ngược qua phía bên kia luôn à nó vặn xoắn những cái mạch máu lớn lên là à đủ thứ chuyện đó à cuối cùng nguyên nhân là chỉ đứt cái đầu mạch dây sườn thôi nha nhỏ mà còn nhỏ rồi ở đây là tuổi gì đây là tuổi gì tuổi thắt lưng bạn thấy nó cũng phình nè à chỗ này người ta gọi là phình thắt lưng à mà các bạn thấy những cái chỗ phình thường nó sẽ cho thì ví dụ phình cổ nó sẽ cho đắp với cổ phình thắt lưng nó sẽ cho đắp với thắt lưng à bởi vì đây là cái nơi tiếp nhận hoặc là cho đi ra rất là nhiều cái sợi dẫn truyền những cái thần kinh gai sống hay không ạ. Rồi, cái phần nhỏ xíu, màu xanh lè cái đây là gì? Chóp tủy. Chóp tủy. Vị trí của chóp tủy nằm ở đây. Cái này chắc có biết này. Vị trí của chóp tủy nằm ở đâu? Trong cái ống sống này nó nằm ở ngoài này. So với những cái ống sống.
đây chúng ta lấy cái ống sống, một cái đốt sống và tháo ra và cắt ngang cho bạn coi, đây là đốt sống kiểu và sẽ biết đốt sống cổ ống da để đâu gì nữa lỗ sống à nó có lỗ ngang xin lỗi lỗ ngang là nơi đi vào của động mạch cốt sống, động mạch cốt sống là gánh của động mạch dưới đầu bên này. Từ cung động mạch cũng được, nó có ba nhánh chính, đúng không? Có ba nhánh chính. Đầu tiên là cái gì? Đầu lao. Từ phải qua trái cái gì? Thân cánh tay đầu. Khi đã gọi là thân cánh tay đầu có cần đi phải hay trái không? Không. Thì động mạch dưới đầu phải mới xuất phát từ thân cánh tay đầu. Động mạch dưới đầu trái mới xuất phát trực tiếp từ cung mạch trụ. 70% dân số là như vậy. Nhưng có đôi khi ở phía bên phải đó, không có thân cánh tay đầu mà nó xuất hiện luôn giống như trang bên trái là động mạch cảnh trung phải và động mạch dưới đầu phải xuất phát trực tiếp từ cung động mạch trụ. Nếu các bạn có muốn các bạn có đi phụ tích hè hôm nay chắc là sẽ đổ cái phụ tích lại, các bạn sẽ thấy được cái sự đa dạng sinh học của con người. Thì động mạch đốt sống chui qua những cái lỗ này, cuối cùng nó đi vô đâu? Lỗ lớn xương chậm. Nó vô lỗ lớn xương chậm này nó làm cái gì nữa? Vai trò phần nào của não? Tuần mạch sau à, chút nữa mình sẽ nói cái chuyện này à, cắt hấu nguyên cái não của mình có hai cái vòng tuần mạch mà đi trên thực hành âm sàng. Các anh các chị thầy sẽ nói là tuần mạch trước và tuần mạch sau. Thì khi người ta nói cái tuần mạch sau, người ta ám chỉ cái tuần mạch của động mạch đốt sống thân nền. Hai cái động mạch đốt sống đi sẽ chập vào thành động mạch thân nền đi lên nền. Đó là hệ tuần mạch sau của não bộ, trong khi hệ tuần mạch trước của não bộ là của động mạch bên trong. Rồi đây là cái tủy sống nằm trong cái ống sống. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy cái gì? À, nôm na là tủy sống nó có hai cái lưỡi giống nhau, đúng không ạ? Có cái phần chất đen màu, tối màu ở phía trong ta gọi là chất xám. Và những cái phần xung quanh nó nhạt màu hơn ta gọi là chất trắng. À, rồi từ cái chất xám này nó sẽ có cái gì? Nó được chia ra là sừng sau, sừng trước và đôi khi là có sừng bên. Sừng bên là bản chất của cái chất xám này là gì? Hồi đó đã nói rồi, bản chất của chất xám là nơi tập trung của thân các tế bào nơi đó. Nó giống như là cái trung tâm xử lý tín hiệu, trung tâm và để phát điện. Được chưa? Thì trong cái trung tâm này nó có nhiều cái cụm nhà máy, cụm nhà máu ở phía sau hay gọi là sừng sau. Nó chuyên nhận những cái tín hiệu về cảm giác, à, cảm giác bản thể. Cảm giác bản thể sao như vậy? Cảm giác hồi đó dạy nó rồi, cái cảm giác bản thể của mình có ba nhiêu loại cảm giác. Cảm giác thân thể, tại vì nó còn một loại cảm giác nữa, hai loại cảm giác nữa là cảm giác tạng và cảm giác đặc biệt. Cảm giác đặc biệt là cảm giác gì? Cảm giác đặc biệt là ngũ quan của mình, thính giác, thị giác, vị giác, gì nữa? Thủ giác, biết, xúc giác, đó là cảm giác đặc biệt. À, tiếng Anh người ta gọi là spectral sensory. Rồi cảm giác tạng là cảm giác của ai? Của cái tạng ở trong cơ thể. Và cái cảm giác cuối cùng là cảm giác bản thể hay cảm giác thân thể. Cảm giác thân thể có mấy loại? Cái cách học tích hợp là nó liên quan tới rất là nhiều chuyên ngành, rất là nhiều môn, các bạn không thể nào học giải phẫu đơn thuần. Câu hỏi các bạn luôn luôn phải được đặt ra, cái đó là gì, tại sao có cái đó, chức năng cái đó là gì, làm gì, các bạn phải tích hợp được. À, có bao nhiêu loại cảm giác thân thể? Hai, nói từ cảm giác năm.
và cảm giác sâu, rồi tạm chấp nhận. Cảm giác năm là cảm giác gì? Cụ thể hơn, năm là gì cụ thể hơn? À, là sầu già, là cảm giác sầu già, rồi tiếp. Chưa, cảm giác năm còn không? Đó rồi, thì em lấy một bài đẹp đốt em nóng không? Đó là cảm giác gì? Cảm giác năm á. Lấy còn ba năm này, cái bên cái nào không? Đó là cảm giác năm. Cảm giác năm của mình chính là cảm giác về nhiệt độ, cảm giác về đau đớn và cảm giác về sờ chạm vô sơ. Ví dụ, có ví dụ thằng vô này là chạm vô tay thì mà có cái gì đó nó rờ đúng không? Cảm giác sâu có mấy loại chính? Ví dụ nè, ví dụ các bạn làm thử nha. Em làm mẫu xíu nè, nhắm mắt lại. Bây giờ em cầm lại ngón tay và sau đó em hỏi cái ngón kia. Bạn nó nhắm mắt có nghĩa là gì? Bạn nó không được sự hướng dẫn của thần giác. Tuy nhiên khi bạn kế bên cầm vào cái ngón đó, bạn có biết đúng là ngón đầu. Đó là cảm giác vị trí của xương khớp trong không gian. Đó là một trong những cái loại của cảm giác sâu có ý thức. À, ví dụ mình lấy cái con ba, mình lấy hai cái bít, đầu cái cây bít, mình chấm lên da, mình hạ máy điện. Nếu như cái khoảng cách này nó từ 1mm, 2mm trở lên, các bạn phân biệt được có hai điểm. Đó là cảm giác sâu có ý thức. Ví dụ mình đưa mình bịt mắt lại, mình đưa tay mình sờ, mình hỏi cái này là cái gì, sờ à đây là cái laser pointer, đó là cảm giác sâu có ý thức. Bởi vì sao? Cái ý thức của mình suy nghĩ được, mình hiểu được, mình suy nghĩ được. Như vậy có cảm giác sâu có ý thức thì nó sẽ lồng ra thành cảm giác sâu cảm giác sâu mỏng với nó. Ví dụ các bạn nhìn một người đi đúng không, người ta đi bình thường đó, các bạn thật sâu có bạn quan sát, các bạn sẽ thấy người ta đánh tay. Thì cái sự đánh tay này, cái hoạt động đánh tay này, nó là một cái cung phản xạ đơn giản của gì, của cái cảm giác thăng bằng của mình. Cơ thể trong không gian luôn luôn được giữ thăng bằng, và cái động tác đánh tay này nó là một cái phản xạ, tức là cái tiểu não của mình nó là bây giờ phải như thế nó mới giữ được thăng bằng trong không gian. Hoặc là mình đang đi bắt một cái, lập tức cơ thể mình nó sẽ có cái phản xạ thay đổi tư thế của đầu, của thân và của chi để giữ lại cái thăng bằng của mình. Thì cái vận động đó là cái câu trả lời của cái cảm giác mình đang bị mất thăng bằng, và tiểu não nó làm cái nhiệm vụ đó. Đó là cảm giác sâu hẳn với ý thức. Nhớ nha, cảm giác có hai loại. Cảm giác bản thể, cảm giác có hai loại là ba loại. Cảm giác bản thể, cảm giác đặc biệt và cảm giác tạm. Ở trong cảm giác bản thể thì có hai nhóm chính là cảm giác nông và cảm giác sâu. Thì trong cảm giác sâu thì có hai hàng là cảm giác sâu có ý thức và cảm giác sâu hồng có ý thức. Bây giờ nhớ nha. Rồi bây giờ vận động có mấy loại vận động? Vận động nó đơn giản không? Vận động có mấy loại vận động? Mạnh mẽ đó các bạn. Các bạn biết bây giờ ngành y nó đang làm cái ngành rất là hot. Nó hot không chỉ bởi là gì đó, nó được cái sự quan tâm của xã hội rất là lớn,
hồi xưa đó bác sĩ một cái thôi là mọi người xung quanh người ta sẽ rất là kính nể, người ta sợ luôn. Còn bây giờ nói với cho bác sĩ một cái người ta sẽ nổi gai ốc rồi, chỉ muốn quýnh. Cho nên sống trong cái thời đại như thế này các bạn phải cứng cáp về mà chứ nó các bạn không cứng được chết. Chưa kể xung quanh các bạn còn là những khứa tệ nạn hơn, những khứa này cực kỳ ghê gớm. Chuyên gia nó đi tâm không chọn 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 mà mình không cứng là mình sẽ ăn thành những khứa đó. Đặc điểm của những khứa đó là gì? Là không có kiến thức, chỉ vì không có kiến thức mà muốn phát triển hơn người ta chỉ có nước đi tâm chọn người ta. Cho nên phải cứng cáp lên, vận động có mấy lần hai loại vận động gì tự chủ chứ gì không tự chủ hả? Nói một cái tên nào nghe nó kêu hơn đi. Vận động bản thể và vận động tại. Tại là cái gì? Ví dụ ruột, ví dụ tí nước bọt giờ lúc nào lấy cái trái nghe chua ra ăn được rồi, nước cái bên nó sẽ chảy nước bọt liền. Mình kèm được việc đó không? Không, không nha. Nó hoạt động ngoài cái sự suy nghĩ của mình. Hoặc là ăn cái gì bậy bạ, sao ruột nó sẽ co thắt, co thắt, co thắt. Chúng ta phải chạy về nhà ngay lập tức với một tốc độ bàn thờ, chứ không là chết, chết không được. Chúng ta có bảo ruột bơi đừng co thắt nữa được không? Không, chúng ta chỉ có thể vận động được cơ thắt ngoài thật thôi. Đó chính là cái nơi đặt niềm tin cuối cùng của chúng ta. Không đặt cho cái gì được, chỉ còn cơ thắt ngoài hậu môn thôi. Rồi, như vậy cái trung tâm ở phía sau này người ta gọi là sườn sau, là cái nơi tiếp nhận những cái loại cảm giác của cơ thể. Thì cho nên là những cái rễ thần kinh mà đi vào cái sườn sau này người ta gọi là rễ sau hoặc là rễ cảm giác. Tương tự như vậy thì phía trước này người ta gọi là rễ vận động. Các bạn thấy rễ cảm giác nó sẽ đi vào cái rãnh này, người ta gọi là rãnh sau bên. Rồi cái rễ vận động thì nó sẽ đi ra từ rãnh trước bên. Các bạn chú ý cách anh dùng từ đi vào và đi ra. Cảm giác thì hướng tâm, mà vận động thì liên tâm. Giống như là động mạch thì phải nói là nó đi đến đâu. Nhưng khi các bạn nói về tĩnh mạch, các bạn phải nói là hồi lưu như thế nào, trở về như thế nào nha. Rồi. Thì ở trên cái rễ cảm giác nó có một cái cấu trúc đặc biệt. Chỗ này người ta gọi là posterior root ganglion, là hạt gai. Bản chất của hạt gai là gì? Bản chất của hạt gai là gì? Là chất trắng, là chất sáng, là chất vàng, chất bạc, chất kẽm, chất gì? Chất sáng. Đây là cái nơi xử lý thông tin cảm giác đầu tiên của cơ thể, chứ không phải là sừng sau. Neuron thứ hai nằm ở sừng sau, nhưng neuron thứ nhất nằm ở mặt da. Nghe rất là nhiều bạn đi thi bị đánh lừa chỗ này. Nghe người ta hỏi là chặn thứ nhất là ở đâu? Chặn thứ nhất là ở mặt da. Nghe các bạn. Rồi. Ở đây người ta cho mình thấy rõ hơn cái cấu trúc của tủy sống. Đây là chất trắng, đây là chất sáng. Chất sáng thì có sừng vận động hoặc là sừng trước, sừng cảm giác và sừng sau. Để nó là để gì? Để cảm giác của các bạn. Nó sẽ cho ra nhiều sợi giống như này nha. Nó mới gom lại tạo một cái bệnh cảm giác. Đây là hạt gai. Tín hiệu nó sẽ đi từ ngoài đi vô tới hạt gai, phân tích ở đây, sau đó nó mới truyền, nó vô trong này, phân tích ở đây, rồi nó mới gọi lên trên não. Cái phần còn lại, rồi ở vận động, đây là sừng trước, đây gọi là sừng vận động. Nó sẽ cho ra những cái rễ này sẽ hợp thành cái rễ vận động, những cái sợi dưới hợp thành cái rễ vận động. Rễ vận động nó để cảm giác hợp là nó sẽ tạo thành thần kinh gai sống, nghe thần kinh gai sống. Cái phần còn lại của tủy đó là cái trắng. Chất trắng các bạn sẽ thấy nó sẽ chỉ được chia thành ba bộ bởi những cái khe này,
khe giữa, rãnh giữa, rãnh này là rãnh trước, trước bên, rãnh này là rãnh sau, sau bên. Thân này là thân hay gọi là cột trước, cột bên và cột sau. Đây rõ hơn không? Cái sáng có dạng hình chữ H. Sừng này là sừng cảm giác, sừng này là sừng vận động. Đây là cái khe giữa, rãnh giữa. Rãnh trước bên là cái nơi đi ra của những cái sợi vận động. Rãnh sau bên là nơi đi vào của các sợi cảm giác. Đây là trạng cảm giác của hạch gan, hai cái hợp lại là hạch viện gan. Các bạn thấy ở chỗ này giữa hai cái chất xám của nửa tủy đó, nó sẽ được nối nhau vào cái mép xám này, người ta gọi là mép xám. Và cái mép xám này nó có một cái gọi là lỗ trung tâm, lỗ ở trung tâm này. Hình này là cái gì? Hình này sẽ giúp cho mình hiểu là tại sao lúc nào có sừng bên, lúc nào không có sừng bên. Và sự sắp xếp trong mỗi cái nhà máy đó, trong mỗi cái nhà máy đó nó sẽ chia thành nhiều cái khúc nhỏ. Đây là sừng bận, vận động. Đây là sừng chậm, cảm giác. Các bạn chú ý nè, đây là sừng bên. Sừng bên nó xuất hiện ở tủy gì? Tủy gì? Sừng bên xuất hiện ở đâu? Nhưng mà chức năng của sừng bên là gì mà tại sao lúc có lúc không? Đó là trung tâm dưới vỏ não của thần kinh tự chủ giao cảm hay đối giao cảm. Giao cảm. Đây như vậy. Đây là outro, đây là cái nơi đi ra của những cái sợi trước hạch. Sympathetic là giao cảm. Rồi, quay lại cái sừng trước và sừng sau. Và cái sừng trước nó được sắp xếp thành nhiều nhóm. Nhóm này người ta gọi là nhóm trong, nhóm này người ta gọi là nhóm giữa và nhóm này gọi là nhóm ngoài. Thì mỗi cái nhóm như vậy nó sẽ phụ trách vận động cho nhóm cơ này là ở chi trên, nhóm cơ này là ở ngực và nhóm cơ này là ở chi dưới. Chi trên nó quan trọng hơn cho nên nó được xếp, nó được xếp thế nào, nó được xếp sâu hơn. Cái gì càng quan trọng sẽ càng được giấu nguyên tắc cơ thể này. Đây. Rồi, về sừng cảm giác. Sừng cảm giác thì nó có cái chỗ này là subtendon-gelatinosa là đây. Cái phần nhân nằm ở gần ngay cái đằng sau ba nu. Thì hàng này là chịu trách nhiệm cho cảm giác. Cảm giác gì? Có hai loại cảm giác thôi. Cảm giác nồng. Và cái nhóm nhân nằm ở cái nhóm nucleus prolius này là có gì? Cảm giác sâu. Gồm có cảm giác sâu, có ý thức và không có ý thức. Nhớ nha, cái hình này là cái hình rất là khó luôn á. Không có trong sách đâu. Rồi, đây là gì? Đây là chất. Chất trắng. Đây là chất trắng. Chất trắng bản chất là gì? Là một cái bó sợi. Nó là dây điện. Cái màu hồng này tượng trưng cho hệ vận động. Cái màu xanh là của cảm giác. Như vậy mình sẽ có cái gì? Bó này là bó gì? Đây là bó gai đồi vị trước và bó gai đồi vị bên. Chức năng của bó gai đồi vị là gì? Dẫn truyền cảm giác gì? Không trả lời. Màu xanh là cảm giác. Cảm giác là gì? Chỉ rồi, đúng không? Thì cảm giác đó, chất xám cũng đã nói rồi. Bây giờ tới chất trắng là những cái bó dẫn truyền trong tủy. Đây người ta gọi là bó gan rồi.
À, rồi về chút nữa mình sẽ học tới. Đây là cái có dẫn truyền cho cảm giác năm. Có cái rồi trước dẫn truyền cho cảm giác sau chạm. Có cái rồi bị bên dẫn truyền cho cảm giác đau và nhiệt độ. Gai rồi thì trước thì nó nằm hơi ra sừng, nó nằm hơi ra cột trước một chút. Có gai rồi thì bên nó nằm ở cột bên, được chưa? Kế bên cái bó gai rồi thì sát ngoài rìa luôn là bó gai từ đằng trước và bó gai từ đằng sau. Đây là phụ trách cho cảm giác sâu, không ý thức. Nói tới từ não là hơn nhớ tới cái chuyện thăng bằng dùng. Sự thăng bằng của cơ thể ở trong không gian, sự thay đổi về vector gia tốc trong không gian, đó là cái tiểu não là nơi xử lý những cái thông tin đó. Ví dụ mình đang chạy nhanh, mình tắt ở đồng hồ, thì tiểu não nó phải nhận xét cái vấn đề là nó phải đưa ra cho mình một cái cơ chế, một cái kiểu vận động, kiểu hình nào đó để thích nghi với cái kiểu dừng đồng hồ. Rồi hai cái bó phía sau này người ta gọi là bó thon và bó trên. Bó thon là nằm ở trong, trên là sao? Là trên vào, thêm vào, cho nên nó sẽ nằm ở ngoài, được chưa? À, đây là dẫn truyền cho cảm giác sâu, có ý thức. Rồi cái màu đỏ là dẫn truyền cho vận động. Trong cái dẫn truyền cho vận động này có cảm giác, mình sẽ nói vận động bản thể đúng không ạ? Thì cái vận động bản thể đó người ta chia làm hai cái hệ chính, đó là hệ thoát và hệ ngoại thoát. Hệ thoát là gì? Tại sao có cái chữ thoát? Chữ thoát trong tiếng Anh người ta gọi là pyramid, pyramidal. Đây là pyramidal đấy. Hay người ta còn gọi là món vỏ gan. Thì tại sao có chữ thoát? Những cái sở trục này nó bắt buộc ở đâu? Tất cả những cái sự dẫn truyền tiên tâm và hướng tâm thì nó đều từ não mà nó về não kìa. Thì người ta thấy những cái tế bào mà nó cho những cái sở trục này á, nó nằm ở bộ não, lớp hướng tâm của bộ não, và nó có dạng hình thoát. Từ những cái tế bào có cái hình dạng thoát này nó mới cho những cái sợi trục đi ra, đi xuống tạo thành cái bó này, người ta gọi là bó thoát. Hay sách Mỹ nó cách viết theo kiểu là bó vỏ gai hơn. Giống như sách Pháp nó thường cách viết là van hai lá với van ba lá, nhưng tụi Mỹ nó sẽ viết là anterior ventral, là van nhĩ thấp phải hoặc trái. Cái cách viết đó nó khoa học hơn, nó giúp mình bớt phải nhớ hơn. Nó mua mấy lá để tía đó. Rồi, đây là bó tháp. Bó tháp nó sẽ dẫn truyền vận động cho ngưỡng người đối bên. Chút nữa mình sẽ hiểu tại sao là ngưỡng người đối bên. Đây là bó tháp bên và đây là bó tháp trước. Bó tháp bên và bó tháp trước. Tất cả những cái bó còn lại nó thuộc về hệ ngoại áp, extra pyramidal ngoại áp. Chức năng của những cái dẫn truyền ngoại áp này là gì? Là nó duy trì cái tư thế đứng của mình trong không gian. Những thằng này nó rất là quan trọng cho những cái cơ chống trọng lực. Cơ chống trọng lực, ví dụ ở dưới chân là nhóm cơ duỗi và ở tay là nhóm cơ gấp. Đây là hệ ngoại áp. Nhiều lắm. Rồi, thằng này quen không? Quen không? Ví dụ câu hỏi đặt ra này. Bệnh nhân đau cổ, lan xuống vai, lan xuống mặt ngoài của cánh tay, cẳng tay đến ngón cái. Để thần kinh nghĩ nhiều người tổn thương nhất là A, C4, B, C5, C, C6, D, C7, E, T1, C8.
tăng tuổi sống, nó sẽ cho một cái lợi ích kinh. Mỗi cái lợi ích kinh đó nó sẽ chi phối cho một cái diện tích da nhất định, hoặc nó sẽ vận động cho một nhóm cơ nhất định. Đối với diện tích da người ta gọi là cơ mặt thôn, còn đối với cơ người ta gọi là mai thôn. Ví dụ bệnh nhân đau lưng lan xuống mông, theo lan xuống mông, lan xuống mặt sau của đùi, lan xuống mặt sau ngoài của cẳng chân, xuống lòng bàn chân, vị trí phát vị địa đệm nằm ở A, L3, L4, B, L4, L5, C, L2, L3, D, L5, F1, E, L1, L2, đó là ứng dụng anatomy clinical. Rồi vậy A qua nha các bạn. Đây là myotron. Ví dụ bệnh nhân đau cổ lan tay, yếu động tác gan cánh tay, rễ thần kinh nào dễ bị nhiễm tổn thương nhất? Rễ nào? Động tác này nè. Rễ thần kinh nào bị tổn thương? C5. Shoulder abduction. Cái C5 nó sẽ chi phối cho cái cơ điện tay. Cơ điện tay. Cơ điện tay có động tác. Nghe các bạn. Đó là cách tổn thương. Relax này là gì? Phản xạ. Đủ lấy cái bố phản xạ. Mốt đi nọng kinh, lấy búa phản xạ gõ vô trong cái đầu gối đó, thấy cái đầu gối nó giật ra, đó là phản xạ gân gân gối. Mà cái phản xạ gân gối đó là của hệ nào? Đây các con, đây đây là ba là bốn, lấy cái búa gõ vô cái gân gót hai xin, thấy cái bàn chân của nó để là cái một. Cho nên khi mà gõ và thấy cái phản xạ nó giảm thì phải nghĩ tổn thương ở chỗ này hoặc chỗ này. Rồi, cái này muốn nói gì? Cái này muốn nói tới những cái lớp màng bao bọc cái tủy sống. Cái này hồi đó đã nói rồi, bao bọc sát nhất với cái tủy sống đó là màng màng hoặc màng nuôi. Kế tiếp là có cái màng màu xanh xanh này là màng màng nhện. Cái màng ngoài cùng màu trắng là màng màng cứng. Cái màng cứng này nó đi tới đâu? Cái màng cứng và cái màng nhện này nó đi ra đến cái lỗ liên hợp, nơi mà cái rễ cảm giác và cái rễ vận động chụm lại một cái bên dai, nó sẽ tầng nó tới đây. Màng nó sẽ tầng nó tới đây. Giữa những cái lớp màng này sẽ là những cái khoang, có thể là khoang thật, có thể là khoang ảo. Ví dụ khoang giữa màng cứng với màng nhện người ta gọi là tay nhìn quanh này, màng nuôi ha, màng nhện ha, màng cứng ha. Rồi cái này là cái không gian giữa cái màng cứng với lại cái ống sống nha. Thì giữa màng cứng với cái ống sống á, ở tủy sống nó không có dính sát vô, nó khác với lại ở sọ. Cái màng não nó sẽ dính chặt vô cái màng trong sinh sọ. Còn ở ống sống thì sao? Cái màng cứng nó sẽ có một cái khoảng mở và nó chứa mở ở trong đó. Nghe đây là cái điểm khác biệt về cấu tạo các lớp màng ở sọ não và tủy sống. Rồi khoang này người ta gọi là khoang gì? Cái khoang giữa cái xương sống và cái màng cứng người ta gọi là khoang khoang màng cứng. Khoang màng cứng. Tại sao phải nói các bạn đây chút? Có lý do nó là rồi cái khoang giữa màng cứng và màng nhện người ta gọi là gì? Khoang dưới này. Cái khoang giữa màng nhện và màng cứng. Ở màng gì? Màng cứng nhện. Màng cứng nhện dưới cái gì? Dưới dịch đầu. Ở đây các bạn có thấy nó có cái dây chằng gọi là dây chằng màng. Cái dây chằng này nó sẽ xuất phát từ màng màng,
xuất phát từ màng mềm, nó nối với cái màng nhện, nó giúp cố định cái tủy sống, tương đối là cố định tại chỗ. Trong các khoang này, khoang nào là khoang ảo, khoang nào là khoang thật? Khoang ngoài màng cứng là khoang thật hay khoang nào? Thật là sao? Thật là lúc nào mình cũng thấy nó hiện diện. Còn ảo là sao? Ảo là chỉ khi mình bóc tách nó mới thật ra được. Khoang ngoài màng cứng là khoang ảo, khoang thật. Khoang thật, khoang dưới màng cứng này. Khoang ảo, khoang dưới nhện. Đây. Nói cái đó để biết cái tới cái này. Kỹ thuật này là kỹ thuật gì? Lumber puncture là gì? Chọc trò tủy sống thắt lưng. Đây là một trong những cái skill mà các bạn đi 6 năm các bạn phải làm được. Chứ đừng có nói là đi vô học nội trú của các bạn này. Người ta sờ những cái mỏng gai của cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng. Tại sao người ta lấy cái, tại sao người ta dùng cái cột sống này ở cột sống thắt lưng chứ không phải tủy cổ hoặc tủy ngực? Nghe gì đó rồi. Em nói đi. Cứ ngồi đó không sao. Đúng rồi. Và người ta thường lấy cái mức là đâu và tôi cũng là năm. Cái khúc đó. Tại vì ở L1, L2 mình vẫn còn cái gì, mình vẫn giữ chắc tùy. Cho nên người ta sẽ không chọc cao, người ta sẽ chọc thấp để đứng. Người ta sẽ xác định cái mỏng gai. Mỏng gai này sờ được với cái người không? Được. Được. Vấn đề là bây giờ mình sẽ xác định nó là mỏng gai của L4 hay là mình sẽ sờ được cái màng chậu. Cái màng chậu đúng không? Màng chậu của bạn kéo ngang qua thì xích xuống một xíu nó chính là cái khe L4 của bạn nè. Cái này là một cái skill mà phải làm được. Nó ngay đây nè. Lấy cái màng chậu của cái màng chậu là cái nơi dựa của mình riêng, cái đó nó tụt. Kéo ngang qua nó sẽ giao với cho cái cột sống thắt lưng của mình một cái điểm. Cái điểm đó thường là cái mỏng gai của L4. Các bạn kéo xích xuống cái chỗ nó gờ lên á, cái mỏng gai của mình nó sẽ cứng và nhô lên. Thì các bạn miết xuống, các bạn thấy cái chỗ nó thẳng xuống thì cái chỗ đó chính là cái khoảng liên gai. Thì mình sẽ đưa cái cây kim ha, qua da, mô dưới da, đây là cây cằn gian gai, rồi đi vào trong cái ống sống, đây là khoang ngoài mình cứng. Rồi người ta sẽ đưa vào trong cái khoang dưới nhện để người ta rút dịch mạng bị. Giờ đây là lumbar puncture. Còn cái này là epidural. Mình chỉ sai là anesthesia. Có cái là cái tê ngoài mạng cứng. Thì đã gọi là cái tê ngoài mạng cứng. Thì cái tim của mình nó chỉ được dừng lại ở khoang ngoài. Người ta sẽ đưa cái thuốc tê vào đây để kia. Để nó gây tê hết cái trường của người này. Như vậy tất cả những cái cảm giác đau ở phía dưới, ở cái vùng thắt lưng ha, và phần phía dưới thì xem như là nó không có. Ví dụ như là đẻ, đã đau, người ta sẽ tiêm cái thuốc tê vào cái khoang này. Nếu như mình không dừng lại ở đây, mình đi vô được, mình bơm thuốc tê vô thì chuyện gì xảy ra? Cái cấu trúc của hệ thần kinh trung ương và ngoại vi của mình nó giàu gì trong về carbohydrate, lipid với protein thì nó được cấu tạo chính yếu từ cái gì? Nguyên cái hệ thần kinh của mình được cấu tạo chủ yếu bằng cái chất gì? Là carbohydrate, là protein hay là cái này là sinh học lớp 12 nhé. Lipid, tại sao là lipid? Tại sao bạn nói là lipid? Em nghĩ là con thang quá. Tại sao là lipid? Anh đang hỏi về cái cấu tạo của nó, tại sao này là cấu tạo của nó lipid? Các bạn ăn thủy bò, thủy dê, rồi ăn ốc bò để mà nó béo không? Có vì nó được cấu tạo từ lipid. Có vì đó các bạn đưa cái thuốc tê mà vô trong cái
quan yến nhện này, mà thuốc tê là một cái thuốc có kháng lực rất khủng khiếp với lipid, nó tan trong dầu, nó tan trong lipid, thì nó sẽ theo những cái sợi dầu này nó đi vào hệ thần kinh trung ương và nó gây ức chế hệ thần kinh trung ương, nó sẽ gây ra một cái sốc phản vệ hay còn gọi là sốc thuốc tê. Cái này cũng phải nhập hơi nhiều quá. Nha xanh được số mũi sức cầm với giá 3.000 rồi đó. Một ca ở ECAS, một ca ở CAMA. So anh sẽ tin tức không? CAMA quận 7, ECAS ở gần trường mình nè, quận 10. Vô sửa nâng lực, nâng xong đi du. Cho nên chờ cho Diêm xài Diêm đi nha. Đừng làm gì thêm. Trái lẽ trời, trời cũng thương. Thật ra như thế này nè, các bạn có biết thầy Phan Đắc Cơ không? Phan Đắc Cơ, thầy Phan Đắc Cơ là anh rất là giỏi, nhà có một cái bệnh viện về thẩm mỹ riêng. Thì chính anh cũng nói là bạn xài hàng tự nhiên đi, đừng có nên làm gì ha. Tại vì sao? Tại vì hàng mà nhân tạo nhìn nó giả lắm, rất là giả, vừa tốn tiền, vừa đau đớn, vừa có nguy cơ tử vong. À, cho nên đừng có làm cái chuyện đó. Có dư tiền thì đi làm từ thiện. Rồi, đây là cái gì? Vessel spinal cord là mạch máu cho tủy sống. Thì tủy sống của mình là sẽ được có hai cái nguồn máu để nuôi cho tủy sống. Nguồn thứ nhất người ta gọi là nội tạng. Nội tạng là sao? Là những cái động mạch này là của tủy sống đó. Đó là động mạch tủy trước và hai cái động mạch tủy sau. Động mạch tủy trước nó có một mình ở đó thôi, nhưng mà nó cắt máu là 2/3 trước của tủy. Dường như là từ cái cột của anh trở về trước là của động mạch tủy trước. Còn hai cái động mạch tủy sau gì đó, đông như vuông mông mà ta chỉ có cắt máu cho cái cột sau thôi, là cái sừng sau của tủy. Ngoài ra, trên cái đường đi của mình, tủy sống nó còn nhận được những cái nguồn nuôi ngoại lai, đó là từ những cái động mạch gen sừng. Những cái động mạch chen sườn xuất phát trực tiếp từ cung mạch chủ, nó cho những cái nhánh nhỏ vô đi theo những cái rễ thần kinh gai, đi theo rễ vận động, đi theo rễ cảm giác để vô hợp với lại cái động mạch từ trước và từ sau thành cái hệ thống mạch máu luôn cho tụi nha. Đây là hình ảnh gì? Đây là hình ảnh của một cái cung phản xạ, cái còn gọi là reflex arch. Ví dụ như là mình vô cái đường này, hoặc là ví dụ bé này nó đang học rất là chăm chỉ, em lén lén anh lấy cái gì rồi làm đặt phản xạ của em, nó sẽ giúp ra, nó sẽ giúp ra chút là một cái phản xạ kéo cơ thể ra khỏi những cái nguồn nguy hại đang làm tổn thương cơ thể. Sau đó bé này nó mới nói trên cái não lúc đó phân tích cái nhận diện được đây là một cảm giác đau. Cái cảm giác đau này nó mang một cái cảm xúc tức giận thì hắn cứa cái bên đó và cảm xúc giận dữ. Thì cái cung phản xạ đó nó có từ đâu? Đây là cái bàn tay người ta muốn biểu hiện cho bạn là cái cảm giác xúc giác, cái cảm giác đau này chích vô da thì nó sẽ được dẫn truyền ha, nó dẫn truyền theo cái rễ cảm giác, những cái thần kinh gai đến cái rễ cảm giác, đi đến cái hạt gai. Cái hạt gai này lập tức nó sẽ đưa cái cảm giác đi vô sừng sau của tủy sống. Tại đây, mình cứ nghĩ là sao nó sẽ đi lên cái não, để nó báo động cái não. Không, để cho cái tốc độ diễn ra cái phản xạ nhanh nhất, nó sẽ đi thẳng qua, hoặc là nó sẽ đi qua một cái neuron gọi là neuron trung gian. Nó đi đến sừng trước của tủy sống luôn. Sau đó sừng trước của tủy sống nhận cái mệnh lệnh là kéo cái móng tay này ra khỏi cái nguy hại, nó mới đưa một cái luồng xung thần kinh đi theo rễ vận động đến cái thoi cơ này chiếm cái tay. Đó là cung phản xạ. Thì sau đó cái tín hiệu trong lúc cái cung phản xạ nó sắp xong rồi đó, cái tín hiệu này nó cứ từ từ nó bò lên não, bò não đến cái vùng cảm giác, đây là cảm giác đau. Nó mới đưa qua vùng vận động phối hợp cùng cảm xúc vận động cuối cái bên nó đồng, bây giờ mình sẽ quýnh nó truyền xuống, đây là quýnh bức.
đó. Cái đó là có sự cạn kiệt của não rồi ha. Đây là khung tài sản. Rồi nãy giờ mình sống có hiểu gì không? À, nãy giờ được. Thì ở cái đoạn này là cũng sẽ tu ra một cái dây thần kinh sọ.
keo. Ở phía trên cái đầu não là cái trung não. Trung não và đang ở cái đầu não của mình. Các bạn thấy đầu não của mình nó tiếp với cái khe giữa, nó cũng có một cái rãnh. Nhưng cái rãnh này nó sẽ rộng hơn, nó sâu hơn. Cái rãnh này nó chứa gì trong đây? Chứa gì? À, động mạch thân nền. Động mạch thân nền ở đâu mà có? Từ động mạch đốt sống hai bên nó hợp lại. Động mạch thân nền à. Rồi. Đầu não ở đây các bạn thấy nó cho hai cái chi tiết. Vì là phía sau. Vì là phía sau. Đây là cuốn tiểu não giữa. Cuốn tiểu não giữa. Đây là cuốn tiểu não giữa. Thành não sẽ cho hai cái cuốn tiểu não dưới nha. Ở phía trên đầu não là trung não. Đây là cái rãnh giữa đầu não và trung não, ta gọi là rãnh trung cầu. Rãnh trung cầu. Ở đây người ta gỡ cái tiểu não ra, người ta cho mình quan sát cái mặt sau của cái thành não và cái đầu não. Hay chỗ này người ta còn gọi là sàn não tâm tư. Sàn não tâm não tâm là cái này. Đây là não tâm. À, thì cái này là sàn não tư. À, có rất là nhiều cấu trúc nó được cấu tạo ở trong đây. À, về nhà học thêm nha. Ở đây người ta cho mình thấy cái cấu tạo trong cái cầu não. Và các bạn thấy cầu não có rất là, xin lỗi, cái hành não nó có rất là nhiều cái cung, những cái nhân sáng. Nhân sám là gì? Nhân sám là nơi tập trung của những cái phân tế bào neuron chịu trách nhiệm của cái chức năng riêng biệt nào đó. Thì ở đây ở cái hành não bạn sẽ thấy là nó có gì? Đây là cái màu xanh này. Màu xanh người ta gọi là nhân trá, mà đã nói rồi, nó đầu cái hành não lên tạo cái trá này. Cái màu đỏ này là trung tâm điều khiển tim mạch. Cái màu tím là trung tâm điều khiển trung nhịp thở, kiểu thở. À, nhịp thở, kiểu thở. Rồi những cái nhân này là những cái nhân của những cái dây thần kinh sọ não. À, các bạn thấy là sao? Nó có rất nhiều cấu trúc quan trọng ở đây. Đi vô đây, ta mổ những cái tổn thương ở trong não từ vô mà đốt tổn thương mà nó sẽ tổn thương cái bộ này. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng sống của bệnh nhân. Yeah. Alo. Đây là cái cầu não. Đầu não có cái rãnh nền ở giữa. À, đây là cái một cái dây thần kinh sọ nó xuất phát ở mặt bên cầu não, cái này là cái cuốn não. À, thì các bạn thấy ở hai bên của cái rãnh nền này nó phình lên đúng không? Và nó nối tiếp với lại cái tác hành ở phía dưới. Như vậy bản chất của hai cái phình lên này thì nó cũng chính là hai cái bó tác nó đầu cái cấu trúc cầu não lên. À, vậy bó tác nó sẽ nằm ở phía dưới. Nếu mình phải giao lụi vô đây thì chắc chắn mình nó sẽ liền tưởng lượng hình tháng. À, tại vì bó tháp nằm ngay phía dưới đây. Được chưa? Cái hình này người ta cắt nghe cho mình thấy. Đây là những cái bó tháp. À, rất là nhiều sợi của cái bó tháp. Những cái sợi này ở cầu não thì nó bị trẻ ra. Nó bị trẻ ra bởi những cái sợi cầu ngang. Đây gọi là những sợi cầu ngang. À. Giờ đọc thêm đi nha. Nói cái gì? Trung não. À, nói về trung não, có người lầm tưởng trung não chỉ là cái cuốn đại não. À, cái suy nghĩ này rất là sai lầm các bạn. Trung não và cuốn đại não là hai cái khái niệm khác nhau. Trung não là tập hợp mạng, trong tập hợp mạng đó mới có cuốn đại não. Cuốn đại não là tập trung, chúng ta sẽ chỉ cho các bạn biết tại sao. Đây các bạn nhìn vô, cái khúc này là trung não. Cái khúc này là trung não. Đây là cái cuốn đại não. Như vậy mình còn cái phía nào đó, mình còn cái phía sau này, đó chính là cái cụ não sinh tư, người ta gọi là máy trung não. Như vậy đối với trung não, người ta sẽ phân chia theo mặt phẳng, tính ngang, 1/3 trước, 1/3 giữa và 1/3 sau. 1/3 trước nó chính là trụ đại não, mà bản chất của trụ đại não này chính là trụ đại não là cuốn đại não đúng rồi, cái đó từ đồng nghĩa. Bản chất của nó là cái gì trong đây? Ví dụ như là bản chất của cái tác hành là bó tháp đi trong chúng ta. Bó tháp.
có tháng nó phải đi liên tục từ bộ não đi xuống dưới tủy. Hay như vậy có tháng nó hiện diện ở thành não, nó hiện diện ở cả đầu não, cả trung não, thì ở trung não nó sẽ đi trong trụ đại não. 3/500 của trụ đại não chính là có tháng. Đây là cái hình ha, đây là cái hình đặt cái trụ não này. 1/3 trước, 1/3 trước đây chính là trụ đại não, và 3/500 của trụ đại não là khúc này, đó chính là bọt thân. Được chưa? 1/3 giữa, các bạn sẽ thấy nó chứa rất là nhiều những cái nhân, ví dụ nhân đỏ nè, nhân này là nhân đồng đặc nè. Được chưa? Đây là cái chất lưới cạnh đường giữa nè. Chỗ này người ta gọi là trần trung não, tiếng Anh người ta gọi là tectum. Các bạn sẽ thấy xuất hiện chữ cross cerebri là trụ đại não, tectum có nghĩa là cái trần trung não, và cuối cùng là cái củ não sinh tư người ta gọi là máng trung não, tiếng Anh cũng như là tectum. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái cách phân chia cái trung não nó chia thành theo mặt phẳng đứng ngang, 1/3 trước, 1/3 giữa và 1/3 sau. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Đây là cái gì? Có nghĩa là ta muốn thể hiện cho các bạn là trong cái thân não này, trong cái brain space này, nó chứa cái gì trong đó? Cấu tạo trong nó có cái gì? Cấu tạo trong nó chính là những cái nhân của thần kinh sò. Đây là những cái máy đây. Như như máy, màu xanh là như như máy. Ở này hỏi nha. Mình có 12 cái dây thần kinh sọ. Thôi để các bạn dây thần kinh sọ đây nói. Không có thời gian. Cái này hay lắm á. Đây, cái hình này nó giống trong cái mô hình mà mấy mốt đi tập này. Nó có một cái gian này. Đây, trung não thì có những nhân gì? Đầu não thì có những nhân gì? Hành não thì có những nhân gì? Yeah. Rồi, bây giờ tới gian não. Gian não PMC phân nó gồm có cái gì? Nó gồm có đồi thị và vùng quanh đó. Đồi thị và cái khu vực xung quanh cái đồi thị đó. À, đây cái màu xanh, cái màu xanh đậm đó chính là cái đồ thị. Ở trên cái đồ thị nó có một cái cấu trúc một tiếng tím nhạt, đó là mép chính gian đồ thị. Còn đây là những cái vùng quanh đồi, đây là vùng hạ đồi, phía sau vùng hạ đồi là vùng dưới đồi. Cái cuốn tuyến tùng này là vùng trên đồi, và còn cái vùng nữa là vùng sau đồi. Rồi, đồi thị, mép chính gian đồi thị, mép chính gian đồi thị. Đây là vùng hạ đồi tuyến yên. Khi nhắc tới vùng hạ đồi thì nó chính là trung tâm của trục gì? Không phải nổi tiếng chưa? Phải học về nổi tiếng chưa? Đây là cái trục về nội tiết, trục hạ đồi tuyến yên. Trong cơ thể mình có những cái tuyến nội tiết. Khái niệm về nội tiết là gì? Khái niệm về tuyến nội tiết là những tuyến sản xuất ra những chất. Những chất này gọi là hormone, là hormone. Những chất này được sản xuất ra với một lượng nhỏ, đi thẳng trực tiếp vào trong máu và gây ra tác động sinh học lớn. Đó là khái niệm nội tiết. Thì tuyến nội tiết nó có hai loại, là tuyến nội tiết trung ương và tuyến nội tiết ngoại biên. Thì hạ đồi tuyến yên chính là tuyến nội tiết trung ương, nó sẽ chỉ nguyên một cái dàn tuyến nội tiết ngoại biên, ví dụ tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến giáp, tuyến tầm giáp, tuyến thượng thận, tuyến sinh dục, tuyến tùy nội tiết. Ở phía sau của cái vùng hạ đồi chính là vùng dưới đồi. Vùng hạ đồi tiếng Anh là hypothalamus, vùng dưới đồi là subthalamus.
sắp sắp là chữ SUV, à, sắp là nó. Đây là cái đồ này, à, đây là cái đồ này. Còn cái chỗ này là cái tuyến tùng, à, cái tuyến tùng này, tuyến tùng là nó thuộc về vùng trên nội, à, trên nội epithalamus. À. Đây là cái đồ này của mình các bạn. Đây là một cái cấu trúc cực kỳ quan trọng. Nếu như võ não là vua thì thằng này là nhân chính, buồn đẹp, à, không có khứa này là chết. À, rất là nhiều thứ quan trọng ở trong đây các bạn. Nghe về đọc thêm nha, về đọc thêm. Tất cả, ví dụ tất cả các loại cảm giác của mình nó đều chuyển về nhân bụng sâu trong của đồ này. Cái thứ hai là ở bộ phận này nó có những cái trung tâm, nó quy định cái tính con của cơ thể, cái chỉ huy cái tính con của con người. Con người nó hay chữ chữ con là những người, chữ con là gì, là mạch, là huyết áp, là nhịp thở, hay còn gọi là sống thực vật các bạn. Thì cái trung tâm chỉ huy nó nằm ở đây, cái tấu, cái khác, cái ăn nhiều, cái ăn ít, cái uống nhiều, cái uống ít, nằm ở tổn thương một cái thì mất con, à, mà đã không có con thì không có người. Ừ. Đây là một cái đầu trung tâm chỉ huy của tổ tiên, à, rất là nhiều cái nhân xám nằm ở chỗ này. Đây là cuốn tiếng yên, đây là tiếng yên, không có thời gian nó nói gì. Đây, đây là cái chức năng của vùng hạ đầu 1, 2, 3, 4, à, rất là nhiều thứ. Sleep và wake cycle là gì? Chu trình của ngủ đó. Cảm giác đói khát, ăn vào, thải ra, điều hòa đi, thân nhiệt. Những cái bệnh nhân nào mà bị xuất huyết não ở đồ thể dưới, thường người ta sẽ rối loạn thân nhiệt. Rối loạn thân nhiệt là một trong những dấu hiệu nặng của xuất huyết não đồ thể. Những hàng xuất huyết não đồ thể mà rối loạn thân nhiệt thì sắp sửa về để tiên tiên. Trung tâm của đáp ứng về mặt cảm xúc, xúc cảm như các bạn, xúc cảm rồi điều hòa là đó, nó có sợ là gì, huyết áp, nhịp tim, rồi ống tiêu hóa, hay đủ thứ chuyện hết, ống hô hấp, đồng tử vân vân, rất là nhiều thứ, rất là quan trọng. À rồi chức năng này là chức năng nội tiết của vùng hạ đầu, tiết là hormone đang kiểm soát những thứ yên xuống và kích thích cái tuyến đi sau, tiết là ADH. ADH người ta gọi là hormone chống lợi niệm. Nếu như con người mình không có cái hormone này thì một ngày mình sẽ tái khoảng 23.5 một ngày, có 24 tiếng. Nếu chúng ta tái 24.5 thì mỗi tiếng chúng ta sẽ đầy 1 lít, đúng không? Rồi ban đêm ngủ được khoảng 6-7 tiếng thật vậy mà cứ mỗi giờ thức dậy đầy 1 giờ thì hai con mắt sáng ra nó sẽ thành cấu trúc. Nhờ có cái hormone này nó sẽ tác động lên cái ống gót, tăng tái hấp thu nước và cô đặc nước tiểu. Mấy con học tới thận sẽ biết chuyện này. Ở những cái bệnh nhân có bệnh lý ở não mà có ảnh hưởng đến cái vùng hạ đầu tuyến yên, nó có hai thể. Thể thứ nhất đó là CF. CF là gì? Là inappropriate ADH releasing, tăng tiết ADH không phù hợp. Có thể khi cái ADH này nó tăng cao, chuyện gì xảy ra? Nó sẽ tăng tái hấp thu. Trong người các bạn có những chất tan, hay người ta gọi là iodo, đồ natri, kali, magie, canxi, lâu trừ. Thế thì những cái bệnh nhân mà bị suy áp, các bạn sẽ thấy người ta bị hạ natri máu. Nhưng cái hạ natri máu này là hạ natri máu giả. Giả là do gì? Là do pha lại. Đúng không? Nó cứ uống đồ. À, ốc tắc. Nước trong người nhiều lên, pha lại uống vậy. Thì để tiêu trừ những cái hạ natri máu mà tăng tiết ADH không phù hợp, cái chuyện đầu tiên cần làm là
giảm nuốt, ngừng uống, ngừng truyền, ngừng tắc vận động. Chứ không phải lúc nào hạ natri máu cũng truyền muối đâu nha. Các bạn càng truyền thời luôn nó sẽ càng hạ. Vậy bây giờ đúng không? Natri trong máu giảm, không khẩu hiệu bù natri. Nhưng mà bù natri với những cái thằng mà tiết ADH không phù hợp, truyền đi, truyền rồi thấy thẳng đó. Natri ban đầu 126, kiên muối nó kiên vô, nó xuống 116, kiên vô, kiên vô, nó xuống 100. Dạ, như thế nhiên. Bài học học lên tới sinh lý, sinh lý bệnh sẽ thấy chỗ này cực kỳ hay. Nó ảnh hưởng tới cái điều trị của các bạn nha. Rồi, hẹn rồi. Sắp thật là mất cái vùng này. Cái vùng này nó hay cái chỗ này nè. Tại sao nó nói vùng này à, thật ra cái nhân này là sẽ sắp vô cái nhân xám cái não. Nhưng cái nhân xám này nó nằm ở vùng hạ đầu là cái vùng này. Muốn phân biệt giữa vùng hạ đồ với vùng dưới đồ á, mình lấy một cái đường thẳng tưởng tượng, mình nối từ cái độ Monroe xuống tới tại vú, thì đó là cái ranh giới tưởng tượng. Cái kia ở phía trước dưới là vùng hạ đồ, ở phía sau là vùng dưới đồ. Ở vùng dưới đồ của mình nó có một cái nhân, người ta gọi là nhân dưới đồ. Cái nhân dưới đồ này là cái mà kiếm tiền ngang tâm. Chữa vô cái nhân này, người ta có thể kiếm được khoảng 100 triệu một căn hộ. Chúng ta sẽ nói tại sao nhớ cái nhân dưới đồ nha, hai con sao lắm. Đây là cái nhân dưới đồ, đây là tay rất là nhỏ như này. Các bạn có biết bệnh Parkinson không? Parkinson thì sao? Bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là do rối loạn cái của cái phần của cái nhân xám đấy nè. Mình sẽ nói tới thì nó sơ. Thì các bạn biết cái bọn này của mình nó sở dụng là nó muốn là nó trơn trượt được ha, nó khỏi động các gan nhẹ, nó động các chân trơn tru, nhóm cơ nào hoạt động trước, nhóm cơ nào hoạt động sau, tốc độ hoạt động của nhóm A là như thế nào, đến lúc nào là nhóm B sẽ khởi động, đó là vai trò của nhân xám tế bào. Thì khi những cái nhân xám tế bào này nó rối loạn, nó phản hóa những cái quy trình hoạt động không có chính thức, thì nó sẽ gây ra cái bệnh là bệnh Parkinson. Thì Parkinson triệu chứng là gì? Đầu tiên là chậm vận động, giờ muốn lấy cái bóp viết đúng không? Chơi nó phải quay người à, mấy ông đồ rồi nè. Cái thứ hai á là bị rung, rung khi bị người ta cũng biết được, tôi bấm điện thoại được, nhưng đại cái tay không nè. Mà cuối cùng nếu mình không trì cả nửa người thì mình nó sẽ cứng đơ như cây củi. Lúc đó thì sao? Không có tự sinh hoạt được, nằm liệt chỗ, đúng không ạ? Quét, bị trùng, bị cầu. Và cái đi nhiên đây là cái vùng nhân xá thế nào các bạn? Nhân xá thế nào? Ha? Đây, nhắc lại một lần nữa, nhân xá thế nào thì nó có nhân đuôi, có nhân bèo, nó có nhân tướng tường, à, nhân tướng tường, và đồng đây là không tiếp, là không tiếp.